Radio dìu con vào đời. Số thứ 6, buông tay để con trưởng thành. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio dìu con vào đời. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền chữa lành tâm lý miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục 2 tuần một lần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất, đó là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, cách nuôi dạy con của mỗi bậc sinh thành đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hành trang lớn lên của mỗi đứa trẻ. Hầu hết chúng ta, những người làm cha mẹ, đều không tránh khỏi chuỗi ngày lo lắng, đau đớn về những lựa chọn cách nuôi dạy con cái của mình. Ngoài việc lo cho con miếng cơm manh áo, đối với cha mẹ, bảo vệ sự an sinh của con trẻ là sứ mệnh hàng đầu. Tuy nhiên, hệ sinh thái 4.0 mà con trẻ đang sống là một xã hội liên tục đi qua nhiều biến động, và mới đây là cơn đại dịch Covid-19. Nếu cha mẹ cứ tạo cho con một vỏ bọc an toàn, cách ly con với mọi khó khăn của cuộc đời, thì khi gặp thử thách, con sẽ có khuynh hướng chạy trốn vào những thú vui dễ dãi hay đắm chìm ở một thiên đường mộng ảo nào đó. Đã có nhiều hồi chuông cảnh báo trên thế giới về một thực trạng giới trẻ thiếu khả năng thích nghi với những thách thức trong đại dịch và luôn sợ thất bại khi hòa nhập cộng đồng sau đại dịch. Đặc biệt là thế hệ Z, một thế hệ đang căng thẳng nhất trong thời điểm hiện tại vì gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần hơn các thế hệ khác. Nhà thơ vĩ đại Rabindranath Tagore từng có câu nói nổi tiếng: "Ta đừng cầu xin được che chở khỏi nguy hiểm, hãy cầu xin có can đảm để đối đầu." Bây giờ không phải là lúc để sợ hãi và hoang mang bởi những thách thức này. Điều mà các bậc cha mẹ cần làm lúc này đó là sớm buông tay để trẻ học cách đối diện với tất cả biến động nhỏ, nhất là trong bối cảnh tương lai thế giới sau đại dịch vẫn còn nhiều ẩn số biến động lớn. Cha mẹ cần ý thức rằng thử thách chính là một phần không thể tách rời khi nuôi dạy một đứa con. Một tinh thần không qua thử thách thì sẽ không bao giờ kiên định và vững chãi để nghênh diện với phong ba của nhân gian. Chỉ có vượt qua gian nan, con người mới thấy giá trị của bình an và hạnh phúc. Buông tay là cho con trẻ cơ hội bước ra bên ngoài, học cách tự giải quyết những vấn đề đúng lứa tuổi và được độc lập với việc ra quyết định. Cha mẹ có lùi lại đằng sau vẫn đồng hành bằng sự tôn trọng mọi lựa chọn của con. Nhưng buông tay con chưa hề là việc dễ dàng, nó gian nan theo một cách khác và đòi hỏi các bậc sinh thành phải có một trái tim dũng cảm, vì không phải một sớm một chiều là có thể nhả con ra ngay được. Như các rô phi ngậm con trong miệng, nhịn đói nhịn khát để bảo bọc rồi nhả con ra ngay khi con đủ sức sinh tồn. Từ đó, bất kể hoàn cảnh sống nào, khó khăn hay thuận lợi, rô phi vẫn lớn nhanh một cách can trường. Buông tay con là đặt mình vào cuộc đấu tranh cân não giữa khối óc và con tim, là đòi hỏi sự kiên trì, bởi dạy con tự lập là một hành trình không thể đi đường tắt. Buông tay con không chỉ là giúp con, mà còn giúp cả cha mẹ chiến thắng được nỗi sợ hãi để đi được thăng bằng trên dây. Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio số 6 của chuỗi Dìu con vào đời, mang chủ đề Buông tay để con trưởng thành. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị hãy lắng lòng nghe bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề là Đừng sống theo cuộc đời con. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và mến chúc các bậc phụ huynh luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình. Tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện trong hành trình tu bụi 3 năm của tôi. Đó là có một lần tôi làm tình nguyện viên ở một nông trại trồng hoa màu của một cặp vợ chồng người Mỹ trắng còn trẻ. Người chồng là một họa sĩ và người vợ là một người chuyên tổ chức các cuộc đua xe đạp ở dưới miền quê. Thì hôm đó người vợ không có ở nhà,
Jim là người chồng ở nhà chăm sóc bé Ala khoảng 8 tháng tuổi. Trong lúc tôi đang làm việc dưới bếp thì phát hiện ra bé Ala đã bò tới gần lò sưởi, chỉ khoảng 2 mét nữa thôi. Thì tôi mới gọi Jim, nhìn kìa. Nhưng mà Jim nói là không sao đâu, thầy cứ lo việc của thầy dưới bếp đi, để tôi chăm sóc bé Ala cho. Thì chừng khoảng 1 phút sau thôi thì bé Ala đã hét lên một tiếng kinh hoàng. Tức là bé đã chạm tay vào một cái mảnh lưới sắt bao quanh lò sưởi đang đốt rất là nóng, và bé đã bị phỏng tay rất nặng. Phải mất đến 2-3 tiếng đồng hồ sau thì Jim mới có thể vỗ nín cho bé Ala. Buổi chiều hôm đó trong bữa cơm gia đình thì tôi có thắc mắc về cái cách chăm sóc và phản ứng của Jim. Thì Jim có nói như thế này: bạn biết không, là chúng tôi rất là cảm kích trước cái sự quan tâm yêu thương của bạn dành cho bé và gia đình chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi có cách dạy con có thể khác với cách của bạn. Đó là chúng tôi muốn cho bé được trải nghiệm, dù là thương đau, dù là khó khăn ngay trước mặt mình, để mình còn có thể nâng đỡ hay là cứu giúp. Chứ còn nếu mà bạn cứ tiếp tục ngăn cản bé đó, thì ở một thời điểm khác nếu mà bạn không có mặt ở đây, lò củi vẫn đốt mà bé vẫn cứ lao tới để khám phá, thì có thể bé sẽ nhào đầu vào trong đó thì ai sẽ cứu? Chia sẻ này của Jim đánh động tâm thức tôi rất là nhiều. Nhìn lại thì tôi thấy các bậc cha mẹ Đông Phương, các bậc cha mẹ Việt Nam quá yêu thương con, đến mức là luôn luôn muốn nhảy vào can thiệp cuộc đời của con. Mỗi khi con làm sai, mỗi khi con đứng trước khó khăn, kể cả con chưa có làm sai, chưa có khó khăn gì cả, mà cha mẹ rất là mong muốn được sắp xếp cuộc đời của con theo cái cách của mình và luôn luôn cho là đúng. Đó có phải là tình yêu thương chân thật không? Tôi hỏi nhiều lắm, hỏi rất là nhiều năm, và đi tìm câu trả lời trong thiền quán, trong những cuộc tư vấn về những nỗi khổ niềm đau giữa cha mẹ và con cái. Và cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời, đó là người Đông Phương chúng ta giàu tình cảm, sống hy sinh cho người khác nhiều quá, nhưng mà không lường đến những cái hệ lụy, những cái mặt trái của nó. Trở về liên hệ giữa cha mẹ và con cái thì tôi thấy cha mẹ thương con quá mức là vì có khi là cha mẹ tuổi thơ không được thương yêu đầy đủ, bị bỏ rơi, cho nên cái khát khao được thương yêu nó kéo dài trong cuộc hành trình trưởng thành. Và đến lúc mình có con thì mình muốn bù đắp cho con với tất cả những gì mà mình khát khao mong muốn có được, mình đã thiếu thốn. Cha mẹ thương con quá mức cũng có thể là vì cha mẹ có cái cấu trúc thiên về tình cảm nhiều quá mà ít sử dụng lý trí, để biết rằng tình cảm bao nhiêu là vừa đủ, nếu quá nhiều thì nó sẽ như thế nào, dẫn đến những hệ lụy, những mặt trái như thế nào. Cha mẹ thương con quá mức cũng có thể là vì cha mẹ không có nhiều tình thương đối với những người xung quanh, không có kết nối sâu, không có đủ thỏa mãn tình cảm với người bạn đời của mình, nhất là những cha hoặc là mẹ bị thất bại trong hôn nhân, là dồn hết tình cảm cho con cái, xem con như là một điểm tựa tinh thần cho cuộc đời mình, dù bé chỉ có vài tuổi. Thì rõ ràng là đứa bé nhận cái tình yêu thương đó đó, nó có kèm theo sự kiểm soát, sự sắp đặt, nó có kèm theo những nỗi hoang mang sợ hãi, và nó có kèm theo những tổn thương, những đau khổ của cha hoặc là mẹ, hoặc là của cả hai. Trong khi đứa bé đó nó không cần đón nhận nhiều tình cảm như thế. Đứa bé đó là một sinh thể, không phải chỉ do riêng cha mẹ tạo ra, nó mang di truyền cả của ông bà tổ tiên từ nhiều đời, và cả những tố chất mà trời đất đã ban tặng. Mỗi cá thể sinh ra trong trời đất này đều có bản năng sinh tồn rất là vĩ đại, và nó chỉ có thể phát tiết hết mình, bung ra hết cái bản năng đó khi và chỉ khi nó được thả tự do ra, nó được là chính nó, bớt có tác động can thiệp của các đối tượng thương yêu, càng sớm càng tốt. Một đứa bé chỉ có thể trưởng thành
theo các nhà khoa học cho rằng từ tuổi 13 cho đến tuổi 25. Và sau 25 tuổi dĩ nhiên là vẫn còn có thể thay đổi được, nhưng mà rất khó. Định hình nên tính cách là ở khoảng tuổi đó, 13 cho tới 25. Nhưng mà nếu trong cái thời gian đó mà cha mẹ can thiệp quá sâu, cứ sắp đặt, cứ bài vẽ, cứ chỉ đường, cứ nhảy vào can thiệp, chịu đựng đớn đau cùng với con, thì đứa bé đó có nguy cơ sẽ không thể trưởng thành được nữa. Nó mắc kẹt luôn ở chỗ đó. Và đã có hội chứng mommy's boy, những chàng trai của các bà mẹ, không lớn lên được. Dù là hai mấy tuổi, 30 tuổi, cũng có một ít tài năng, cũng có sự thông minh, cũng có công việc đàng hoàng, cũng có thể lập gia đình, nhưng mà như là một đứa trẻ, không nghĩ gì sâu xa hết, không có một kế hoạch dự án gì trong cuộc đời cả, không muốn chịu trách nhiệm, không quan tâm giúp đỡ ai cả, chỉ biết sống cho riêng mình thôi. Từ đâu ra? Là từ những bà mẹ quá yêu thương con, chăm bẵm con quá mức. Từ những bà mẹ quá tài giỏi, quá lanh lẹ, cái gì cũng muốn giành làm, cái gì cũng chỉ ra đúng sai, cái gì cũng can dự để quyết định hết. Cho nên đứa bé đó gần như là bị cướp đi cơ hội để trưởng thành. Nói như thế thì đau đớn quá, là tội nghiệp cha mẹ quá. Vì cha mẹ nào mà muốn làm khổ con mình, cha mẹ nào mà muốn con mình không trưởng thành chứ. Nhưng mà một cách vô thức, vô tình, trong cái việc mình mất kiểm soát tình cảm của mình, trong cái việc mình dồn tình cảm quá mức cho con mà hiểu lầm là đó là cách mà mình đang thương con, nhưng đâu có ngờ rằng mình đang làm khổ con, hại con. Cho nên quản chế tình cảm trong thương yêu là điều vô cùng cần thiết, dù là bất cứ liên hệ tình cảm nào. Nhiều quá thì sẽ dẫn đến những cái tác hại khó lường. Bảo rằng một cha mẹ Đông Phương, một cha mẹ Việt Nam mà đứng qua một bên để nhìn thấy con mình nó làm sai, nó vấp ngã, nó làm thất bại đủ thứ việc hết, làm tổn hại đến cả gia đình mà làm sao chịu đựng nổi, thì chúng ta buộc phải chọn lựa thôi. Một là tiếp tục can thiệp vào để mọi thứ nó nằm theo cái ý của mình, nằm trong cái quỹ đạo mà mình có thể kiểm soát được, để tránh né bớt những cái thiệt thòi rủi ro. Nhưng mà con mình nó sẽ không trưởng thành được. Còn hai là mình phải chấp nhận tổn thất, tổn hại. Kể cả cha mẹ cũng phải chấp nhận cái cảm giác mà mình nhìn thấy con mình thất bại, vấp ngã, làm sai, khó chịu lắm, đau đớn lắm. Nhưng mà mình vì thương con, vì cuộc đời của con, mình không muốn con mình nó lớn tuổi mà cái đầu óc nó như một trẻ thơ. Mình không muốn con mình trở nên yếu đuối bạc nhược trước những lằn tên mũi đạn của cuộc đời. Chúng ta biết rằng xã hội là luôn luôn biến động, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Ai muốn bước đi vững chãi trong cuộc đời này thì phải có một hệ miễn dịch về tâm hồn rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ. Và chúng ta cũng biết rằng là cho dù chúng ta có thương yêu người kia đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể nào thay cho họ để chịu đựng những cái nỗi khổ niềm đau của họ, hay là giúp họ cảm nhận cái gì là hạnh phúc, có phải không? Cho nên chúng ta đâu thể nào sống thay cuộc đời của con được. Nhưng mà cái cách chúng ta đang phản ứng, cái thái độ chúng ta đang đối với con mình, nó gần giống như vậy. Tại sao chúng ta không sống cuộc đời của mình đi? Tại sao chúng ta không làm tốt nhất cho cuộc đời của mình đi? Dĩ nhiên, khi con còn nhỏ thì sự tập trung, lo lắng, quan tâm của cha mẹ có thể là ưu tiên hàng đầu dành cho con. Nhưng mà khi con đã lớn dần lên, nhất là ở tuổi 13, 14, 15, vậy thì mình phải giảm sự quan tâm lại,
để con mình có không gian, có được sự tự do để phát tiết bản năng của nó, thể hiện được cá tính của nó, thể hiện được quan điểm, những cái thấy và cả những tài năng của nó. Và khi con 18-20 tuổi thì sự quan tâm của cha mẹ cũng phải giảm theo. Rồi khi con vào đời, đi làm, có bạn trai, bạn gái, lập gia đình, sinh con thì sự quan tâm cha mẹ cũng phải giảm nữa. Giảm đến mức là còn chừng khoảng 5-10% thôi. Tình thương phải chuyển sang một dạng khác, đó là tìm thấy nhau trong chính mình, thấy con mình đang có mặt trong chính mình, và con mình thấy mình trong chính nó, thì tình cảm đó mới vững bền, nó mới lành mạnh, mới có nhiều giá trị. Nhưng mà khổ nổi là cha mẹ Đông Phương, cha mẹ Việt Nam dồn hết tình cảm cho con mà đâu phải là không có điều kiện đâu. Điều kiện là gì? Giữ con bên mình càng lâu càng tốt, bằng mọi cách sắp xếp cuộc đời con theo ý của mình, và thậm chí là muốn con mình đừng lớn lên để mãi là bé thơ của cha mẹ, để cha mẹ tiếp tục nhồi nặng con. Đáng sợ như vậy. Chúng ta đã từng không nhìn ra điều đó. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang thương con, nhưng mà kỳ thực là chúng ta đang thương chính bản thân mình. Chúng ta đang ích kỷ. Thương con là phải nghĩ cho cuộc đời của con, cảm xúc của con, cảm giác của con, đến tương lai của con, đến nỗi khổ niềm đau và hạnh phúc của con. Và nhiều khi cha mẹ cứ buông tay ra, để cho con tự học hỏi từ nơi chính con và thế giới xung quanh này. Và đó là sự thật. Con cái không phải là bản sao của cha mẹ. Con cái còn phải học rất là nhiều thứ từ cuộc đời này, từ chính nó, thì nó mới đủ đầy để trở thành một người vững vàng, bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Cho nên cha mẹ đừng có quá tự tin cho rằng cái gì con mình cũng phải học nơi mình cả. Phải lùi lại. Đã cho nhiều rồi, đã hiến tặng hết mình rồi, thì phải đến lúc lùi lại, nhường đường cho con, nhường cuộc đời của con cho con quản lý, cho con dẫn dắt. Chỉ khi nào con đã dùng hết bản năng của mình rồi mà vẫn không vượt qua được, con đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không tìm ra được kế sách hay nhất, con cầu cứu mình, thì mình mới ra tay, mình mới nâng đỡ. Nhưng mà nếu mà con cầu cứu sớm quá thì cũng cần phải xét lại nha. Nhiều khi con yếu đuối, con sợ hãi, con không tin vào bản năng của mình. Phải giúp con tin vào bản năng của nó. Đó là đạo đức cần thiết của cha mẹ. Chúng tôi làm về ngành trị liệu tâm lý cũng vậy. Không bao giờ gây một cái niềm tin cho bệnh nhân rằng hãy tin vào chúng tôi đi, tuyệt đối, thuốc ở trong chúng tôi nè. Không có như thế đâu. Dĩ nhiên trong giai đoạn ban đầu, chúng tôi cũng giúp cho bệnh nhân tin vào những người đang giúp đỡ, những người chữa lành là chúng tôi đây. Nhưng mà giai đoạn kế tiếp là chúng tôi giúp cho bệnh nhân hiểu rằng thuốc là ở trong bạn đó. Mọi sự chữa lành đều ở trong bạn cả. Thành ra là chúng tôi chỉ là những người giúp đỡ bạn quay về để kết nối với chính bạn, để chấp nhận chính bạn, để yêu thương chính bạn và để chuyển hóa chính bạn. Chứ chúng tôi không phải là những người làm được việc đó đâu. Chúng tôi đóng vai trò phụ và bạn là người đóng vai trò chính đó. Thì cha mẹ với con cái cũng vậy. Cuộc đời của con thì con phải là nhân vật chính chứ. Con phải là người chịu trách nhiệm hết mọi nỗi khổ, niềm đau, cũng như con là người tận hưởng hết những giá trị hạnh phúc của mình. Cha mẹ không thể thay thế điều đó được. Cha mẹ chỉ đóng vai trò phụ đối với cuộc đời của con, cũng như cuộc đời của cha mẹ. Cha mẹ phải đóng vai trò chính, còn cha mẹ của cha mẹ, tức là ông bà của con, chỉ đóng vai trò phụ thôi.
Rõ ràng là cha mẹ đã tìm mọi cách để giành lại cuộc đời mình cho chính mình làm chủ. Thì làm sao cha mẹ lại muốn giành cuộc đời của con mà không cho con làm chủ? Như vậy là không công bằng, như vậy là không tử tế thật sự. Và đó không phải là một thứ tình thương đích thực. Dù biết rằng rất là khó để mà nhả con ra, vì thương con làm cho cha mẹ nhiều hạnh phúc lắm. Bám víu vào con cũng mang lại nhiều chất liệu quan trọng cho cuộc sống cha mẹ lắm. Thậm chí đó là nguồn sống chính nữa đó. Tình thương nào mà không có sự nghiện ngập kia chứ. Nhưng mà thôi, vì thương con thì cha mẹ phải hoàn tất bài thực tập còn lại. Đó là buông xả, thả con ra. Không có nghĩa là cha mẹ hết thương con. Cha mẹ thương con ở một dạng khác. Lùi lại quan sát, chỉ khi nào cần thiết lắm mới xuất hiện, mới đưa tay đến nâng đỡ. Và luôn tâm niệm rằng phải giúp cho con luôn tin tưởng vào bản thân của nó. Và chỉ có sự thất bại, chỉ có sự vấp ngã thì mới giúp cho con mau chóng trưởng thành thôi. Bất cứ sự nâng đỡ giúp đỡ nào, nó cũng dễ sinh ra sự dựa dẫm và nghiện ngập và mất niềm tin nơi bản thân. Thành ra cha mẹ sẽ hạn chế hết mức sự giúp đỡ đối với con trong một giai đoạn mà con đã sẵn sàng để trưởng thành. Và cha mẹ sẽ quay trở về với cuộc đời của mình thôi, vì đã bỏ dở từ rất lâu rồi. Cũng là vì con thương con, quấn vào con, lo cho con quá mức. Để rồi cha mẹ tin rằng khi mà cha mẹ ổn, cha mẹ vững, cha mẹ làm chủ được cuộc đời của mình, cha mẹ có bình an và hạnh phúc, thì đó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn để truyền cho con. Dạy con đôi khi không cần phải dùng lời nói, phải giảng dạy luân lý đạo đức, phải nhắc nhở, mà dạy con bằng thân giáo, bằng chính đời sống của cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ thương yêu nhau, chan hòa cùng với nhau. Nếu có thể giúp con thì hãy xây dựng một cái hệ sinh thái gia đình thật là đầm ấm, chan hòa, nhiều yêu thương, như thế là đủ rồi. Còn lại hãy giao cuộc đời của con. Con sẽ học từ cha mẹ, từ cái lối sống giàu giá trị, giàu đạo đức đó. Và với phiên bản đặc sắc của riêng con thì con sẽ tìm cách tự hiểu để điều chỉnh cuộc đời mình và học hỏi thêm từ những vấp ngã, từ những sai lầm, từ cuộc đời, để rồi con sẽ tự bước đi vững chãi trên đôi chân của mình. Và con sẽ cùng với cha mẹ để đi tới một cảnh giới, một trình độ nhận thức, đó là tìm thấy người thương của mình ở trong chính mình. Con sẽ thấy cha mẹ ở trong chính con, và cha mẹ sẽ thấy con ở trong chính cha mẹ. Thương yêu nhau mà không cần phải ràng buộc với nhau. Thương yêu nhau mà lúc nào cũng tin tưởng hướng về nhau. Và sự vững chãi, sự giàu giá trị của mỗi cá thể chính là một cách thể hiện tình thương yêu nhau tốt đẹp nhất. Và cha mẹ chỉ mong muốn là một người bạn đồng hành đáng tin tưởng và yêu thương nhất của con, mà không nhất cũng không sao cả. Cảm ơn con rất nhiều vì con đã là con của cha mẹ. Và xin lỗi con thật nhiều vì cha mẹ đã trao trả chủ quyền cuộc đời con quá chậm trễ, cũng là vì quá thương yêu con một cách chưa có đủ sự hiểu biết. Nhưng mà cha mẹ tin rằng chặng đường sắp tới thì cha mẹ sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Hãy tin tưởng vào cha mẹ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13? Em ước mơ em là, em được là tiên nữ. Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người. Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay giấc mơ tiên, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14? Em ước mơ mang hồn em mang...
mang hồn thi sĩ, theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người. Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc. Chiếc áo dài cho em đi, mùa xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra ngồi lạy chào mẹ cha. Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ, xin cho em một chiếc áo màu cho em đi nhẹ trong nắng chiều. Một chiều nhiều người theo ở ngoài đường trên phố, và lòng người như áo phất phơ, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Xin cho em một chiếc áo chiếc áo như mây hồng, xin cho em một chiếc áo như mây hồng. Khi sinh con ra, có rất nhiều bậc cha mẹ nhìn nhận rằng con chính là tạo tác độc quyền do riêng mình đưa vào đời. Do đó mà mình cũng có toàn bộ trách nhiệm lẫn quyền hành trong việc lèo lái con đi theo con đường tốt nhất mà mình đã định ra. Bởi làm sao có ai biết rõ con bằng cha mẹ, và làm gì có người nào thương con bằng đấng sinh thành máu thịt. Thế nhưng tất cả những nhận thức này đều đến từ bản ngã và tư duy một chiều còn lắm phần hạn hẹp. Vì con là sinh thể sống động, thừa hưởng vô vàn yếu tố khác trong trời đất, chứ chẳng phải một con robot vô tri được cha mẹ lập trình để đơn thuần thực hiện những mệnh lệnh và nhiệm vụ đặt ra. Không đứa trẻ nào có thể lớn lên lành mạnh trong môi trường đầy những o bế, bó buộc và áp đặt. Khi cha mẹ mở rộng được tư duy của mình, dõi theo và đồng hành, nhưng mạnh dạn buông tay để con tự bước trên đường đời, cha mẹ chính là đang tặng cho con một món quà quý báu thứ hai sau sự sống. Đó chính là niềm tin tưởng và tôn trọng. Rồi con sẽ bước những bước chân phóng khoáng trên hành trình tìm ra mục đích sống của riêng con, nhưng chưa bao giờ rời xa tiếp nối thiêng liêng với cha mẹ. Tiếp tục đề tài này, kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ thiết thực trong bài viết mang tên "Với con cái, cha mẹ nên buông tay" của nhà văn Trung Quốc Su Cai, được chuyển ngữ bởi Vi Trang. Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang và Ngọc Bảo. Khoảng năm 2010, tại Trung Quốc nở rộ phương pháp giáo dục cha mẹ hổ, khắt khe, không tiếc lời chỉ trích con cái. Sau đó, phong trào này lắng dần cho đến gần đây, được hồi sinh theo một tên gọi khác, Chicken Baby, tức là không ngừng thúc giục trẻ em học hành chăm chỉ. Với nhiều bậc cha mẹ, họ luôn thích nghe những huyền thoại giáo dục và coi thành công của con nhà người ta làm tiêu chuẩn cho con cái mình. Tuy nhiên, không ai nghĩ về sự phù hợp của nó. Thiên tài âm nhạc Lan Lan,
nghệ sĩ Dương Cầm nổi danh khi chưa đầy 5 tuổi cũng được giáo dục theo phương pháp như vậy. Vài năm trước, nghệ sĩ này từng viết một bài báo có tên Thời kỳ đen tối, ghi lại những năm tháng nhọc nhằn của mình để bước tới con đường danh vọng nhiều người mơ ước. Khi Lan Lan 10 tuổi, người cha yêu cầu con trai phải tập thêm một tiếng đồng hồ trước và sau giờ học văn hóa. Lan Lan thấy điều này vô nghĩa, nhưng anh vẫn phải thực hiện bởi sợ ánh mắt rực lửa của cha. Một lần, cậu bé từ chối tập đàn do mệt. Người cha nổi cơn thịnh nộ và gọi con trai là kẻ lười biếng, buộc tội anh hủy hoại cuộc sống của mọi người. Thậm chí, ông còn lấy 30 viên thuốc kháng sinh yêu cầu con trai uống và nói: "Con không có lý do phải sống nữa." Sau lần đó, Lan Lan nuôi ý định từ bỏ tập đàn để trả thù cha. Thế nhưng, anh bắt đầu nghe thấy âm nhạc trong đầu và háo hức muốn chơi nhạc từ trái tim. Cuối cùng, cậu bé hiểu rằng cuộc sống không có âm nhạc thật vô nghĩa. "Tôi yêu âm nhạc hơn bất cứ ai. May nhờ có sự kiên trì của cha mà tôi đã không bỏ cuộc giữa chừng." Lan Lan viết trong bài báo. Thiên tài âm nhạc cho hay, ngay cả khi có tài năng, nếu không chăm chỉ cũng chẳng đạt được thành công. Còn nếu làm một công việc chăm chỉ nhưng không yêu nó, cũng chẳng thể gắn bó lâu dài. Bài báo của Lan Lan nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng những yếu tố mà nam nghệ sĩ nói không thể thiếu để thành công, nhưng cha anh đã bỏ qua đặc điểm cá nhân của con trẻ. Nhà tâm lý học người Mỹ Thomas Gordon phát hiện ra rằng tính cách định hướng cho hành vi, tính cách bẩm sinh sẽ thay đổi theo sự gia tăng của kinh nghiệm, nhưng sự thay đổi này là không cơ bản và chỉ mang tính cục bộ. Điều này có thể hiểu giáo dục tốt chỉ là trợ lực, giống như một người cầm lái phải dùng sức lực của bản thân để điều hướng con thuyền. Dù thuyền có làm từ chất liệu gì, nước trong hay đục, thì chỉ người chèo mới quyết định được thuyền đi đúng hướng hay không. Trong cuốn sách Còn bạn không phải của bạn kể lại 9 câu chuyện có thật. Một trong số đó là chuyện dạy con của một phụ nữ họ Kỳ. Bà Kỳ có một cặp trai gái. Theo kế hoạch, bà định hướng cô chị vào một trường danh tiếng và dùng phương pháp giáo dục tương tự để dạy dỗ cậu em trai. Bà muốn cậu trở thành luật sư để kế thừa văn phòng luật của gia đình. Trong khi đó, con trai bà mơ ước trở thành vận động viên bóng rổ. Sở thích bị gạt bỏ ngay tức khắc. Thậm chí, bà không cho sờ đến quả bóng. Một lần con hét lên với mẹ: "Con ghét mẹ, mẹ tỉnh lại đi, vì mẹ sinh ra một đứa ngu si nhưng tứ chi phát triển là con đây." Nói xong, cậu bé bỏ đi. Mối quan hệ giữa hai mẹ con sau đó rơi vào tình trạng đóng băng, không ai chịu nhân nhượng ai. Nhà tâm lý học nổi tiếng Steven Pinker từng nói: "Trẻ em sinh ra vốn không phải là tấm bảng trắng, bởi chúng đến với thế giới với tính cách và tài năng sẵn có. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, sử dụng cùng một phương pháp giáo dục để nuôi dưỡng thiên tài, nhưng nó cũng có thể làm mai một đi tài năng khác của trẻ." Rất nhiều cha mẹ đọc sách nuôi dạy con mỗi ngày vì sợ nếu thiếu một cuốn nào đó, con mình sẽ kém xuất sắc. Nhưng trẻ thì nghĩ ngược lại. Chúng thường phàn nàn rằng cuộc sống luôn bị bố mẹ thao túng. Nhà tâm lý học Steven Pinker nhận định: "Nhiều bố mẹ dạy con, nhưng càng đi, thấy đường càng hẹp. Con mình lạc từ lúc nào không hay. Không có lý thuyết giáo dục nào là hoàn hảo. Mỗi bố mẹ đều theo con đường của riêng mình, cho đến khi không còn đường nào để đi nữa." Trong bộ phim tài liệu The Fantastic World of Baby, các chuyên gia về trẻ em đã so sánh sự tự nhận thức của trẻ với một củ hành tây. Chúng chỉ có lớp lõi ban đầu, sau đó lớn dần ra từng lớp, cuối cùng hình thành nên tính cách, suy nghĩ và ý thức. Nhưng ở Trung Quốc, có những bà mẹ luôn kiểm soát cuộc sống của con, không để con phát triển nhân cách độc lập từng lớp một và kìm hãm sự phát triển nhân cách. Đó là những gì mà mẹ của nam diễn viên Chu Vũ Thần làm với con của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, người đàn ông này luôn bị mẹ kiểm soát. Dù trở thành diễn viên nổi tiếng, con trai đến khách sạn 5 sao quay phim, bà cũng đến tận nơi mang từng bữa ăn cho con. Với mọi cô gái có ý định đến với Vũ Thần, bà mẹ đặt ra yêu cầu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn đề ra như
phải là người vợ, người mẹ tốt, có nếp sống quy củ. Trong một chương trình truyền hình, nam diễn viên phải thốt lên rằng tình yêu mà mẹ dành cho anh có quá nhiều áp lực. Thoạt nhìn thì đó là cuộc sống của tôi, nhưng mẹ lại là người giao dịch chính. Thử hỏi điều này vui vẻ gì? Nam diễn viên chia sẻ: có một hiệu ứng trong tâm lý học gọi là hiệu ứng tự tham chiếu. Có nghĩa là chúng ta xử lý thông tin liên quan đến bản thân thì hiệu quả cao hơn. Nếu như bố mẹ không trả quyền quyết định cuộc sống cho con mình, thì ở thời điểm hình thành nhân cách, có thể đó là sự ra đời những con người mới. Diễn viên ca sĩ Ngô Tôn từng đăng bảng điểm của con gái đầu lòng Nay Nay lên Weibo. Trên đó tất cả các môn học đều xuất sắc. Trước sự tò mò của mọi người, nam diễn viên không ngần ngại chia sẻ: dạy trẻ không phải điên đầu truyền kiến thức, mà phải tôn trọng trí tưởng tượng của chúng. Một lần Nay Nay chỉ vào cầu vồng, những đám mây và sân chơi cô bé vẽ lên tường nhà rồi nói với bố: từ giờ không phải lo lắng ra sân chơi khi trời mưa, đây là cầu vồng và sân chơi của chúng ta. Mặc dù con gái làm bẩn tường, nhưng Ngô Tôn không tức giận mà còn khen ngợi cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Trên thực tế, bố mẹ chỉ là người hướng dẫn cuộc sống cho bọn trẻ, chứ không phải người dẫn dắt, Ngô Tôn chia sẻ. Giống như nhà văn Mỹ Kali Gibran từng nói: con cái đến với chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta, dù ở bên chúng ta nhưng chúng mãi không thuộc về chúng ta. Bởi vì trẻ có cuộc sống riêng và là chủ nhân cuộc đời chúng. Điều duy nhất bố mẹ có thể làm cho con mình là biết buông tay, Ngô Tôn chia sẻ kinh nghiệm dạy con của mình. Nhìn xem đã mấy giờ rồi, ngồi nghịch điện thoại ít thôi, tắt máy đi lên học bài, 11 giờ mới cho chơi. Đi đâu mà đi suốt ngày, việc gì mày nói tao hay, học hành không nên cơm cháo thì đừng có vác mặt về đây. Tao đi làm không công cho nhà này, lo lắng cơm ngon canh ngọt cho chúng mày. Xong bây giờ đền ơn tao như thế này, hỏi xem liệu chúng mày có thật là con tao không đây. Bởi vì con là con rời nên không bao giờ nghe lời, ăn nói đi chối tay, mặc quần mặc áo không giống ai. Ngày ngày đơn ca chẳng như là con người ta mãi mê lo làm ăn. Mẹ lo mẹ lắng mẹ đánh mẹ mắng, mẹ cho đời con thêm khó khăn. Mẹ ơi mẹ lo gì, không ăn cơm thì ăn mì. Cuộc sống có eo nghèo, thế nhưng niềm vui vẫn mang theo. Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai, cần chỉ cầu xin mong chờ ai. Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che, vì con là con mẹ. Bởi vì con là con rời nên chẳng giống ai trên đời. Dù có lúc biếng lười, thế nhưng mà khi chất hơn người. Mặc dù con không đẹp xinh, giàu sang, giỏi giang được như con người ta, nhưng có một trái tim nóng đầy ắp tình yêu để cất lên tiếng ca. Mẹ chỉ mong là sau này con sẽ sống vui mỗi ngày. Mọi gian có đường đâu, chẳng bao giờ con thấy u sầu trong lòng. Cuộc đời tự do chẳng lo ngày mai, cần chỉ cầu xin mong chờ ai. Con biết rằng con luôn có bàn tay chở che, vì con là con mẹ. Vì con là con rời. Bởi vì con là con rời. Bởi vì con là con rời. Khi giữa lòng đời sống xã hội tăng trưởng là nhiều lỗ hổng suy thoái về đạo đức, thì việc giáo dưỡng con cái thời nay mãi tồn tại như một vấn đề hóc búa. Dòng xoáy phát triển cuốn con người ta vào những thèm khát, nắm bắt và ganh đua như không có giới hạn. Để tồn tại và có chỗ đứng trong một môi trường phức tạp, trong khi cân bằng được những giá trị chân, thiện, mỹ, cốt lõi bên trong, là cả một thách thức như việc đi dây thăng bằng trên cao. Không có sự khéo léo, tỉnh thức
và can đảm liên tục thì e rằng ta sẽ ngã vào vũng bùn đang luôn chờ chật nuốt chửng bên dưới. Cha mẹ đã vậy còn gánh thêm trách nhiệm đi trước dẫn đường cho con trẻ, do đó mà khó khăn lại càng nhiều hơn. Nếu như điều cha mẹ tâm niệm là dù giấy rách phải giữ lấy lề, thì khi thật sự không thể chọn được cho gia đình mình một môi trường nhiều an ổn, thiện lành, cha mẹ hãy cùng con xây đắp nền tảng đạo đức thật vững vàng và nguyện mong con hiên ngang, miễn nhiễm mà bước đi trong đời sống nhiều xô đẩy, biến động. Đây cũng chính là những trải lòng rất chân tình từ một người mẹ gửi đến con trai của mình trong bài tản văn Nói với con trai của tác giả Dạ Ngân, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh. Chưa khi nào mẹ nói với con, mẹ ghi nhớ nhất những hình ảnh nào thời con thơ ấu. Đơn giản vì con là con trai. Giữa mẹ con ta không có những phút giây cà kê như giữa mẹ và chị gái của con. Sâu xa, các bà mẹ đều như nhau ở nơi các con được cất giữ. Nhưng ngăn dành cho con trai thì được khóa kín hơn. Chính vì vậy mà chừng như nó khuất hơn và cũng nặng hơn. Mẹ nhớ giây phút con sắp chào đời, đương nhiên là vậy. Con kiên quyết và dữ dội ở cái cách con quẫy đạp trong không gian tù túng bấy lâu, để mong được thoát ra và để thét lên tiếng thét làm người vang dội. Đau đớn và hạnh phúc, không ở đâu hai thứ ấy liền kề một cách tột đỉnh như vậy trong giờ phút mẹ lâm bồn. Một thiên thần hiện ra, vì không có cánh nên thiên thần sẽ có số phận của cát bụi, không lẫn lộn với bất cứ thiên thần nào khác. Mẹ thấy con ngời sáng, bởi mắt mẹ không còn tỉnh táo nữa rồi. Mẹ mụ mị trong tình mẫu tử mênh mông và thiên vị. Rồi con vào tháng thứ 3, tháng thứ 6, tháng thứ 9. Những cái mốc như những bậc thang đều quan trọng. Mẹ như còn nghe thấy mùi thơm bên khóe miệng ương ướt của con khi con cười, con khóc. Nhưng mẹ nhớ nhất lúc con lần bên thành giường tập đi vào tháng thứ 12. Con bặm môi chạy a đến chỗ mẹ. Khi đến nơi con mới bật cười. Tại sao hình ảnh ấy sâu sắc và mãnh liệt nhất trong mẹ? Có lẽ vì con biết đi sớm, và vì cái cách con gan góc bước đi để đến với cái đích của mình. Tuổi thơ của con nhiều mụn nhọt do sữa quá đát và thiếu thốn trăm bề, nhưng con còn được ngao du một mình trên đường từ trường học về nhà, bởi bao vây mẹ con mình là khung cảnh nghèo đói một cách giản đơn. Con thanh thản lớn lên, con bằng lòng với từ trường sách vở của nhà ta. Con chấp nhận dễ dàng yêu cầu tự lập từ mẹ. Con là đứa con ngoan từ trong gen, từ trong bản chất. Con đặc biệt mẫn cảm với những nhân vật trong Tam Quốc Chí. Và khi mới 11 tuổi, con đã biết hỏi, tham nhũng là sao hở mẹ? Chừng như tuổi thơ đã tạm biệt con ở câu hỏi này, đôi mắt trong xanh ngơ ngác. Mẹ vui mừng và âu lo. Con đã vào đời bằng suy nghĩ trước khi con chính thức đặt đôi chân của mình lên con đường chắc chắn chẳng có hoa hồng nào cả. Một chàng trai giữa trời đất thì sẽ như thế nào? Đó không chỉ là câu hỏi mà là khát vọng của mẹ như mọi bà mẹ trên đời. Thông minh và đỉnh ngộ đủ chưa? Không cần ba hay mẹ phải quỵ lụy ai, con đi một bước vào đại học, mẹ âm thầm cảm kích xiết bao. Nhưng có bằng đại học thì đã có thể coi là nên người chưa? Tủ sách của gia đình tiếp tục là giá đỡ cho con. Nghèo hay không nghèo, hơn nhau ở chỗ ấy. Mẹ không dạy bảo thành lời, nhưng hành vi của mẹ nói với con như vậy. Con than thở,
nhà mình mua một nải chuối ăn cũng phải tính. Như vậy là con đã nhìn thấy những ai đó bỗng lọc đầy nhà, ăn không xuể. Nhưng con không phụng phịu như những đứa trẻ khác. Mẹ thở dài đau xót. Đây không phải chuyện khoảng cách giàu nghèo tự nhiên, mà là chuyện mẹ con ta đang hít thở bằng không khí nào. Minh bạch hay không minh bạch, không phải nước chảy hai dòng bên đục bên trong, mà chúng đã bị trộn vào nhau. Ai không chịu được bẩn thì quẩy đạp sặc sụa và bế tắc. Con vẫn gan góc trong sở học của mình, nhưng đã nao núng. Ra trường không biết con chọn con đường nào, chính trị hay kinh tế đây. Chị gái của con buộc miệng: em nên chọn con đường đủ ăn cho ba mẹ nhờ. Con chọn công sở như rất nhiều người, an phận thủ thường, lại điệp khúc nghèo, mua một nải chuối cũng phải tính. Nhưng chắc gì cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Từ bao giờ công sở cũng là chiến trường. Con không phải hỏi mẹ thâm nhũng là gì nữa, con chỉ băn khoăn mình ngoi ngóp được bao lâu trong dòng vẫn đục này. Con vắng cơm chiều nhiều hơn. Con bảo thời này không bia rượu thì không ai chơi với. Dân công sở được người ngoài công sở bao, còn mình thì phải bao lại những người nào đó nếu muốn thêm lương thêm chức. Mẹ thấy con hao mòn sức lực và ý chí. Con sẽ biến thành số đông, buông xuôi, tầm thường và bạc nhược. Không ai chọn được cha mẹ và quê hương, cũng không ai chọn thời thế sinh ra mình. Nhưng con trai của mẹ sẽ làm trai như thế nào trong thời buổi nháo nhương này? Gia đình nhỏ của con trong tương lai sẽ như thế nào? Một người con gái đang ở đâu đó sẽ bước vào đời con và sẽ bước vào ngưỡng cửa nhà mình để kêu mẹ là mẹ. Dĩ nhiên, mẹ muốn nàng dâu duy nhất của mình phải xinh, phải ngoan, phải hiền và phải hiện đại. Liệu các tiêu chuẩn ấy có phối với nhau nhịp nhàng trong một con người được không? Mẹ không biết. Đó là một ẩn số vĩ đại, không kém gì ẩn số hình dạng, dung mạo và những phẩm chất của con khi con còn chưa được sinh ra. Mẹ hào hứng và hồi hộp. Mẹ sẽ chấp nhận hết. Mẹ nguyện là sẽ không can thiệp, không gây chiến, cho dù người phụ nữ ấy như thế nào với mẹ. Miễn là con yêu, con sống được và con vui. Mẹ sẽ đỡ đần cho con trong khoảng cách mới giữa mẹ và các con. Nhất định sẽ là một khoảng cách độc lập để con được tự nhiên, hạnh phúc. Mẹ không yêu cầu ở các con bất cứ điều gì: tiền bạc, thời gian, nghĩa cử. Bởi mẹ biết các con có nhiều thứ để vật lộn hơn cái thời của ba và mẹ. Trên tất cả, con là một chàng trai phải có thân trai trong thời buổi gian nan này. Mẹ vẫn tin và yêu con hơn mọi thứ trên đời. Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhẹ. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca, ấy thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che câu nào cũng dễ nghe, non nói hay hơn lời của mẹ. Tôi ôm
muốn lắng nghe, cho dù lời khắt khe không biết bao lâu còn có mẹ. Một hài nhi vốn được liên kết chặt chẽ với người mẹ từ trong máu huyết. Câu nói rứt ruột đẻ ra cũng chính là diễn tả chân thật cho sự gắn kết sâu sắc không thể chối bỏ này. Con chính là một phần của mẹ, và mẹ cũng chính là một phần trong con. Thuở ấu thơ, con được nuôi dưỡng về thể chất và cả tinh thần khi con được ôm ấp trong tình thương ngọt ngào của mẹ. Vì lẽ đó mà khi bước xa hơn trên con đường khẳng định bản thể của chính mình, khi con dần tách mình, buông tay, không còn cần nương nhờ bóng mẹ, thì con vẫn sẽ luôn có mẹ âm thầm và lặng lẽ trợ lực trong từng bước chân. Mối nhân duyên đặc biệt của mẹ và con sâu xa, làm sao biết hết. Cho nên, dù đi qua những mùa hoa nở rồi tàn, mẹ sẽ vẫn luôn dõi theo con với niềm yêu thương vô hạn. Khi con đứng dậy bước tiếp sau mỗi vấp ngã trên đường đời nhiều chướng ngại. Và đối với mẹ, chẳng có niềm vui nào bằng khi con được bình yên tự tại trong đời, bất chấp mọi bài học khó khăn còn ở phía trước. Sau đây, kính mời quý vị đến với một sáng tác thơ thấm đượm tình mẫu tử ấm áp mang tên Mẹ sẽ cùng con đi của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, qua phần diễn đọc của Phan Anh. Mẹ đã cùng con đi từ 9 tháng 10 ngày. Mẹ hoài thai con từ lúc chỉ là một nhịp tim vang lên trong lồng ngực đầy những yếu ớt từng khiến lòng lo sợ. Mẹ đã thế chấp bao nhiêu đêm giật mình vì con đang cần một điểm tựa. Giữa bóng tối của hơi thở, mẹ biết chỉ cần giọng nói của mẹ vang lên. Mẹ nhìn thấy con lần đầu tiên té sấp ngửa xuống cuộc đời con đã tin, chân rướm máu và trái tim thì vụn vỡ. Con có biết vào giây phút ấy mẹ đứng lặng im nhưng tâm hồn quỵ ngã, chỉ muốn được như cơn mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn sỏi đá, tưới mát một chút bụi mù. Mẹ đã cùng con đi, ngay cả khi con cặm cụi một mình với cơn đau, mẹ chắp tay hướng về con ở phương trời xa tít tắp. Mẹ thức dậy vào lúc nửa đêm, rồi tự ủi an mình rằng con đang bình yên trong chăn ấm. Mẹ đôi khi quên mất, một ngày nào đó mẹ không còn đủ sức lo lắng cho chính mình. Không mấy ai mong con sẽ trả cho mẹ một tuổi xuân yên bình, chỉ cần con vững vàng lúc bước chân vào bão tố. Nếu không còn ai thương mình, thì con vẫn có thể tự tay mình nhóm lửa với thứ mình yêu thương. Mẹ đã cùng con đi một đoạn đường, mặc kệ những lần con lãng quên với cuộc vui vừa tìm thấy. Rồi sẽ có người chăm sóc cho con hơn tất cả những gì con mong đợi. Một người xa lạ đã về tới thì mẹ vẫn dõi theo. Mẹ sẽ cùng con đi đến cả những kiếp nào. Tôi xin làm sao đêm hay làm cây đèn nhỏ, em bên đèn sẽ nhớ nắng trên những đường quen. Tôi xin làm mây êm trôi vào trang nhật ký, hay tôi làm mực hồng
chờ em giữa trang thư. Tôi xin làm sương thu hay làm mưa bụi nhỏ, mai em về giữa phố sẽ yêu những hàng cây. Tôi xin làm sóng trôi cuốn sâu đi lặng lẽ, cho em vào một mùa có màu sắc hồng tươi. Vì tôi cần thấy em yêu đời, vì tôi cần thấy em yêu hoài, yêu phố phường thức dậy, người đi xây cất ngày mai, yêu phố phường thức dậy, người đi xây cất ngày mai, yêu phố phường thức dậy, người đi xây cất. Khi buông tay cho con tự bước đi là cha mẹ đã cho con được tự do vận hành đúng với đường lối tự nhiên. Bởi con có sứ mệnh cuộc đời của riêng con và hạnh phúc của con chỉ được trọn vẹn khi tự mình dấn bước trên con đường dài hơi đó, học những bài học từ những va vấp, lầm lạc dù ít hay nhiều, để rồi tự đứng lên quay lại với hành trang thiêng liêng mà mỗi chúng ta có được cho riêng mình. Việc buổi đầu buông tay không chỉ khó cho con với những trồng trành, loạn choạng trong những bước chân tự lập đầu tiên ấy, mà có lẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần cho cha mẹ, những người đã lỡ ràng buộc và quyến luyến vào con quá đỗi. Vậy nên, cha mẹ thực sự phải học cách buông tay con đúng đắn với tâm thế thanh thản và bình yên. Qua đó, cha mẹ cần thực hành buông xuống những dính mắc về bản ngã, để trái tim mình được rộng mở với tình thương chấp cánh cho con, thay vì tạo ra những chiếc lồng son vinh danh tình yêu thương hạn hẹp và mãi bao vây lấy cuộc đời con cho riêng mình. Phần cuối chương trình, chúng ta hãy cùng đến với một bài viết mới nhất từ thầy Minh Niệm gửi đến các bậc cha mẹ với nhiều cảm thông và nhắn nhủ sâu sắc. Bài viết mang tên "Đã đến lúc buông tay con ra" sẽ được trình bày qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt. Khi buông tay con ra là cha mẹ mong muốn trao gửi lại cuộc đời con cho chính chủ thể là con. Bởi dù cha mẹ có yêu thương con đến giường nào đi nữa thì cũng không thể sống thay cho cuộc đời con, chịu đựng nỗi khổ niềm đau hay cảm nhận cái gì là hạnh phúc. Khi buông tay con ra là cha mẹ tin rằng chỉ khi nào con không còn dựa dẫm vào một nơi quá an toàn như vòng tay cha mẹ nữa thì con mới quyết tâm quay về nương tựa tuyệt đối vào bản năng vĩ đại của mình. Bởi con là nhân vật duy nhất có thẩm quyền đi sâu vào bên trong tâm hồn mình để khơi dậy những giá trị tiềm ẩn mà đất trời đã ban tặng. Khi buông tay con ra là cha mẹ tin rằng cha mẹ dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ trao truyền cho con một số vốn sống nhất định, mà trong số ấy không phải thứ nào cũng phù hợp với cuộc đời con. Do đó cha mẹ cần trao lại vai trò dẫn đường đời con cho con, sẽ lùi lại để con tự mình học hỏi biết bao điều từ thế giới xung quanh và cả chính nơi con. Khi buông tay con ra là cha mẹ tin rằng con chắc chắn không phải là bản sao của cha mẹ, bởi con vốn có bản sắc riêng biệt, là tác phẩm kỳ công của đất trời,
nên con cần được là chính con, mà không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nhận thức, thói quen và cả sự giáo dục của cha mẹ. Tuy con là sự tiếp nối của cha mẹ, nhưng con sẽ rất khác với cha mẹ. Có thể có nhiều tài năng và bản lĩnh hơn, có thể sống hạnh phúc và giàu giá trị hơn. Khi buông tay con ra, là cha mẹ mong muốn nhìn thấy con vấp ngã ngay từ khi cha mẹ còn có thể dõi mắt theo để kịp thời đưa tay nâng đỡ. Bởi cha mẹ kinh nghiệm rằng, những cú vấp ngã đầu đời là vô cùng cần thiết, giúp con người mau chóng trưởng thành. Nên nếu cha mẹ cứ giang tay ra bảo bọc, thì cũng có nghĩa là cha mẹ đã vô tình làm trì trệ tiến trình trưởng thành tự nhiên của con, hoặc thậm chí lấy mất cơ hội vàng ấy của con. Khi buông tay con ra, là cha mẹ mong muốn con hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là chân thật. Tuy phải chịu đựng vô vàn đắng cay, tủi nhục để bảo vệ con, trao truyền không biết bao nhiêu tinh hoa để con lớn khôn, nhưng cha mẹ lại không hề toan tính bắt con phải cạnh bên để trả hiếu suốt đời. Bởi cha mẹ tôn trọng mọi sự lựa chọn của con. Điều gì khiến con thực sự hạnh phúc và sống có giá trị là cha mẹ sẽ hết lòng ủng hộ. Khi buông tay con ra, là cha mẹ mong muốn bước vào vai trò mới, người bạn đồng hành đáng tin tưởng nhất của con. Nói nhất cho vui thôi, chứ thật ra cha mẹ chỉ mong được trở thành người bạn lớn đáng tin tưởng và không gây bất cứ trở ngại nào cho con. Cha mẹ không muốn trở lại cái vai cũ mềm, cứ phải can thiệp và sắp đặt cuộc đời con. Làm bạn quý với nhau, tôn trọng tự do và sẵn sàng nâng đỡ nhau, chẳng phải là tuyệt diệu lắm sao? Khi buông tay con ra, là cha mẹ chấp nhận từ bỏ uy quyền của một bậc sinh thành đã hy sinh phần đời mình cho con. Dù không hề vụ lợi, nhưng bao nhiêu năm trời sống trong cái vai như thế thì rất khó để đặt xuống trong nhất thời. Bỗng dưng bây giờ lời nói của mình không còn trọng lượng đối với con nữa. Ngay cả những quyết định lớn trong đời mà con cũng chia sẻ với mình với tính chất tham khảo thôi, thì làm sao không buồn, không tủi. Nhưng vì con, cha mẹ sẽ tiếp tục đón nhận phần khó khăn ấy và xem như bài tập phải vượt qua. Khi buông tay con ra, là cha mẹ chấp nhận nuốt vào lòng biết bao giọt nước mắt của sự hụt hẫng, chơi vơi, vì cảm tưởng như mình đang bị bỏ rơi. Phải thừa nhận rằng tình thương nào cũng mang đến hệ lụy, và tình thương cha mẹ dành cho con cái cũng ít nhiều có sự nghi ngập. Con biết không, có khi vì thương yêu con quá mà cha mẹ đã bỏ hỏng cả cuộc đời mình. Là cha mẹ đã thiếu quan tâm hay thậm chí làm tổn thương nhau. Biết rằng sẽ phải đến lúc ai cũng trở về cuộc đời của người đó, nhưng cha mẹ đã quá chậm trễ trong việc buông tay con ra. Xin lỗi con, và mong con hiểu cho rằng chỉ vì cha mẹ đã quá dính mắc vào con thôi. Khi buông tay con ra, là cha mẹ chấp nhận bước vào hành trình đầy thách thức khác. Đó là quay về tiếp nhận lại cuộc đời đã bỏ dở của mình. Dù có nhà dột cột siêu thì đó cũng là nhà mình. Cha mẹ không thể đeo bám mãi vào con, vì chính con, dù tài năng đến đâu, dù yêu thương cha mẹ đến mức nào, cũng không thể già yếu hay bệnh tật thay cho cha mẹ. Nhưng không sao, con hãy yên tâm, cha mẹ đang dần học cách nhìn thấy mình trong chính con mình. Nhờ những phút giây ngồi yên và nhìn sâu vào những nỗi muộn phiền mà cha mẹ thấy được bản chất của chúng chỉ là những ký ức quen thuộc muốn được lặp lại, là những quan điểm sai lầm về tình yêu thương. Nên dù không ở cạnh nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể bước đi cùng nhau, bởi vì chúng ta luôn nhận được niềm tin yêu của nhau, phải không? Khi buông tay con ra, là cha mẹ mong muốn trả con về với bản thể rộng lớn của con. Tuy con là con của cha mẹ, nhưng cũng đồng thời là con cháu của ông bà, tổ tiên, chống nòi, đất trời. Nên con không thể chỉ hết lòng hiếu thảo với cha mẹ,
mà con còn có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Bởi cha mẹ đã giác ngộ rằng sẻ chia hạnh phúc của mình đến nhiều người là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất của con người. Thế hệ cha mẹ vì còn quá nhiều ràng buộc mà chưa thực hiện trọn vẹn, nên mong con hãy tiếp nối. Hãy vẫn bước lên con đường sáng đẹp dù vô cùng gian nan mà con đã chọn, con nhé. Cha mẹ cũng sẽ cố gắng thực chứng điều mà tổ tiên đã từng dạy: con cái ở đâu là cha mẹ và ông bà ở đó, để luôn có mặt trong từng bước chân trải nghiệm đầy tươi mới và hạnh phúc của con mà không còn băn khoăn gì nữa. Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn, mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn nắng giọt lệ đại chúng. Rất nhiều khi giải pháp hay nhất lại giản dị đến bất ngờ, đó là không làm gì, buông. Nếu có thể tập buông con từ bây giờ, hãy chấp cho con đôi cánh để chim non được ra ràng thay vì giấu tiệt đi đôi cánh của con. Hãy cho con cơ hội để con được cất cánh thay vì ngày đêm ra sức dọn sạch chướng ngại vật trên đường đi của con. Bởi những đứa trẻ không thể trưởng thành bằng những lời răn dạy hay kinh nghiệm của cha mẹ, mà chỉ từ những trải nghiệm của chính bản thân mình. Mỗi lần trẻ vấp ngã và tự đứng dậy chính là một lần trẻ học cách thích nghi với cuộc đời, từ đó tự tin và tự hạnh phúc. Có vượt qua thử thách, con trẻ mới hạnh diện vì đã tự nung rèn ý chí, tinh thần của một chiến binh. Hãy cùng con chấp nhận rủi ro và sai lầm. Đó là cách duy nhất để con trưởng thành, tránh sa ngã và lạc lối về sau. Đến một lúc nào đó, cha mẹ buộc phải đứng ngoài cuộc đời của con, dẫu có yêu thương biết dường nào. Cha mẹ cũng phải chuẩn bị một tinh thần và một niềm xác tín thật rõ ràng rằng lùi lại sẽ giảm bớt gánh nặng trên vai mình cũng như trên vai con cái. Radio số 6 khép lại tại đây. Xin hẹn quý vị ở số radio kế tiếp. Chúc các bậc sinh thành giữ được tâm thế khinh an khi lùi về chỗ đứng của mình để nhìn những chú chim ra ràng háo hức với trời xanh mây trắng.
với sứ mệnh của nó ở phía trước. Mẹ ngồi ru con đông đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn. Chiến tranh